Dương Dương, Vương Sở Nhiên học theo Song Joong Ki, Song Hye Kyo, kết cục gây lo lắng. Có thể nói ở thời điểm hiện tại, Dương Dương, Vương Sở Nhiên đang là cặp đôi nhận được nhiều sự chú ý của cư dân mạng sau khi để lộ bằng chứng hẹn hò. Thú vị là mới đây, đoàn phim Khói Lửa Nhân Gian Của Tôi đã tung ra poster của dàn nhân vật chính. Thay vì tập trung vào phim, người hâm mộ phát hiện hình ảnh này rất giống với cặp đôi Song Joong Ki, Song Hye Kyo. Cụ thể, tấm hình chụp Dương Dương trong vai lính cứu hỏa và Vương Sở Nhiên trong vai bác sĩ được nhận xét là giống y hệt poster của Hậu Duệ Mặt Trời, năm đó Song Joong Ki, Song Hye Kyo đóng chính. Từ đây, người hâm mộ cũng nhận ra chuyện tình cảm của hai cặp đôi hoa hàng này cũng có nhiều điểm tương đồng. Dương Dương, Vương Sở Nhiên được cho là phát sinh tình cảm trong quá trình quay phim chung và cặp đôi song song cũng vậy. Sau khi bị tung ra những bằng chứng hẹn hò, dàn diễn viên này nhất loạt im lặng thay vì thừa nhận hay phủ nhận. Nhiều fan couple bày tỏ sự thích thú và mong muốn Dương Dương, Vương Sở Nhiên sẽ về chung một nhà. Tuy nhiên, một số khác lại khẳng định những điểm giống nhau này là điểm gỡ vì Song Joong Ki, Song Hye Kyo đã ly hôn. Vào ngày 1 tháng 4 năm nay, trạm tỷ của Dương Dương đã đăng tải bức hình một cặp tình nhân đang đi trượt tuyết cùng lời chúc phúc. Cư dân mạng tinh mắt soi ra đó chính là Dương Dương và Vương Sở Nhiên đi nghỉ dưỡng cùng nhau. Không lâu sau đó, loạt video đàn gái ở trong khách sạn 3 ngày với bạn trai cũng được tung ra khiến netizen xôn xao. Hiện tại cặp đôi vẫn một mực giữ im lặng về chuyện tình cảm. Dương Dương được biết đến không chỉ là nam thần quốc dân trong lòng người hâm mộ mà còn là diễn viên sở hữu nhiều tác phẩm đắt giá như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh. Cùng với sự nổi tiếng, đời sống riêng tư của nam diễn viên cũng nhận được nhiều sự chú ý, đặc biệt là chuyện tình cảm. Trước đó, vào ngày 10 tháng 5, Sina đưa tin nữ diễn viên Vương Sở Nhiên bị tung loạt ảnh vào một khách sạn tại Thượng Hải, Trung Quốc. Người đó, Vương Sở Nhiên, là trợ lý thân cận của tài tử Dương Dương. Do đó, tin tức hai ngôi sao hẹn hò đang gây xôn xao dư luận. Theo tay săn ảnh Lưu Đại Trùy, Dương Dương và Vương Sở Nhiên có mặt tại khách sạn này 4 ngày, 22 đến 25 tháng 4. Đến ngày 25 tháng 4, họ rời đi theo các lối khác nhau. Đây không phải lần đầu Dương Dương và Vương Sở Nhiên vướng tin hẹn hò. Giữa tháng 2, nguồn tin cho biết cặp nghệ sĩ đi du lịch tại Maldives cùng nhau, tuy nhiên chưa có ảnh xác thực. Đến tháng 4, người hâm mộ của Dương Dương tiết lộ cặp sao đi trượt tuyết tại Cát Lâm, Trung Quốc. Người này đăng loạt ảnh đôi uyên ương tình cảm khẳng định đó là Dương Dương và Vương Sở Nhiên. Ngoài ra, giới truyền thông cũng tìm được một số bằng chứng như ốp điện thoại, địa điểm có mặt trùng nhau. Trước nhiều bằng chứng hẹn hò, đến nay Dương Dương và Vương Sở Nhiên chưa lên tiếng. Tuy nhiên, những chủ đề về tin hẹn hò, lịch sử tình trường của hai ngôi sao đang gây sốt mạng xã hội Weibo. Trước đây, Dương Dương từng vướng tin tình ái với bạn diễn như Triệu Lộ Tư, Lịch Lệ Nhiệt Ba, Lý Thấm. Nam diễn viên cũng chưa bao giờ đưa ra phản hồi. Dương Dương là một trong tứ đại đỉnh lưu của giới giải trí Trung Quốc. Anh có lượng fan đông đảo nhất cùng với Lộc Hàm, Lý Dịch Phong, Ngô Dịch Phàm. Dương Dương được yêu mến nhờ đời sống riêng ít scandal. Anh từng có các bộ phim như Yêu Em Từ Cái Nhìn Đầu Tiên, Em Là Niềm Kiêu Hãnh Của Anh, Vũ Động Càng Khôn nổi tiếng khắp châu Á. Vương Sở Nhiên được mệnh danh là Tiểu Lưu Diệt Phi, thần tiên tỷ tỷ thế hệ mới với ngoại hình kiêu sa cuốn hút. Người đẹp cũng được đánh giá là có khả năng diễn xuất tốt, danh tiếng được tích lũy từ những vai phụ thành công trước đó trong Thanh Bình Nhạc, Tướng Quân Ở Trên Ta Ở Dưới, Nghe Nói Em Thích Tôi. Việc hợp tác với Dương Dương trong Pháo Hoa Nhân Gian Của Tôi là cơ hội lớn giúp người đẹp sinh năm 1999 bật lên trong nhóm tiểu hoa đáng chiến ích.